chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về thắm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra vô tim, dù anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, lọ hồn mưa ngập lâu. Vẫn nhớ em buồn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, thấu chân người tình nỗi nắng cả mỗi tình. Vâng, bây giờ tôi xin mến chào các bác nhá. Rất vui được gặp lại các bác ở trong clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục lâu rồi, hôm nay lên sóng về được một ít đầu CD cũng bình dân thôi các bác nhá. Đây là những cái mã rất là quen thuộc mà em bán rất là nhiều trong suốt thời gian vừa qua rồi. 27228 ESCD. Đấy, hôm nay có hai con 2272, con 28. Và con trên cùng là con của một khách bác mới nâng cấp CDP970. Các bác nhá, dòng đầu cỏ đó mà chất âm khá hay, em đang test đấy. Các bác vừa nghe cái phần em test đó là chính là cái con CDP970 nhá. Con này có bác khách là bác cái nâng cấp, bác ấy nhờ em lại bán lại cho bác ấy. Đấy, CDP970 các bác nhá. Đấy, chất âm thì các bác vừa nghe rồi. Thì bây giờ em cũng sẽ đi test từng con một nhá, để các bác cùng xem. Thứ nhất là về khả năng lách bài này. Buông tay là đọc. Đấy, buông tay là chạy các bác nhá. Cỏ thôi nhưng mà lại đọc mắt rất tốt. Cơ vào rất ngon các bác nhá. Đấy, cái đĩa rất là rẻ tiền thôi nha, cái đĩa rất là bình dân thôi. Đấy, cái đĩa này là em thâu ở tốc độ nhanh và em để em test dàn các bác nhá. Đấy, test nghịch thôi. Đấy, bây giờ sang cái 228 SCD các bác nhá, sang 228 SCD. Đấy, nhận bài luôn này. Và em sẽ chuyển rắc hoa sen xuống nhá, chúng ta nghe luôn này. 228 các bác này. 228 đang chơi rồi đấy ạ, đang chạy các bác nha. Đấy, 228 này. Thua nhanh này. Đấy, tiếng dày hơn hẳn đúng không ạ? Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha bao sương gió. Chuyển bài này, buông tay là chạy. Đấy, okay, các bác chạy ngon nha. Con này con 228 SCD nha, dòng này mắt rất là lành, rất là tốt. Con 228 này nó bị mất cái cao su ở đây các bác nhá. Nó có một cái viền cao su chạy xung quanh này. Thực ra em không phải nó mất đâu mà nó rơi, em không gắn được. Em vẫn đang để ở cửa hàng các bác nhá. Nhưng coi nó mất đi. Đấy, nó sẽ có một cái viền cao su ở đây. Đấy, nó sẽ có một cái viền cao su chạy xung quanh này. Nó rơi mất nhá, nó sẽ hở như này các bác nhá. Đấy, thì nói chung là cái này em nói thì các bác mới để ý thôi, còn bình thường chưa chắc ai để ý đâu. Nhưng mà em cũng nói rõ như thế để các bác biết. Đấy. À, em cũng xin báo giá quên mất con 950 này của bác khách bác gửi bán các bác nhá. Con này là thu về là 1 triệu ạ. Còn 228 SCD con này là em vừa test đấy, là con này là mất cái cửa cao su này các bác nhá, để cho các bác giá là 3,3 triệu. Dạ, 3,3 triệu. Đấy, thì bây giờ em sang test sang con dưới là con bao nhiêu nhỉ, dưới là con 227 SD các bác nhá. 227 thì nó rất nổi tiếng là game giải mã là 1541. Đây, nó nhận bài rồi các bác này. Bây giờ em sẽ chuyển dây nhá, chuyển dây xuống con 227 nhá. Đấy, em sẽ test từng con cho các bác luôn, để các bác yên tâm.
test từng con luôn nhá. Rẻ tiền thôi nhưng mà em làm chạy rất là ok rồi. Đấy. Chạy ngon nhá. Vâng, đây là con 227 SCD ạ. Con này 3.700.000 đồng các bác nhá. 3.700.000 ạ. Tiếp theo em sẽ test một con 227 SCD tiếp. Con dưới này em sẽ tắt nguồn con này đi. Được chưa ạ? Con này sẽ kẹt tự đĩa là xếp cao quá. Những cái đầu đĩa mà mình xếp cao chồng lên nhau như này thì những cái ở dưới nó rất hay bị kẹt cửa đĩa các bác nhá. Nên các bác lưu ý là ở đây thì em đang xếp nó hơi nhiều. Đấy. Nên là nó bị kẹt cửa đĩa. Nên là không test được rồi. Đấy. Thì các bác xem, khi mà mình xếp cao quá là nó sẽ bị sệ xuống đây, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái đầu của mình đấy, nó vẫn nhận các bác này. Là mình xếp nó nặng quá các bác nhá, nên là đầu đĩa thông thường ấy, người ta sẽ không ai xếp cái gì lên trên đầu đĩa đâu ạ, người ta sẽ chỉ để đầu đĩa không thôi. Mình mà xếp cao quá thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cửa đĩa này, nó sẽ kẹt nó không ra, bị nặng mà nó nén luôn. Mỗi một cái đầu mấy cân nó nén xuống hàng chục cân như này là nó sẽ bị đấy chạy luôn các bác nhá. Tua nhanh này, thấy chưa? Tình yêu đó đấy. Chuyển bài này, nhận luôn này, nhận luôn các bác nha. Đấy. Đấy, bây giờ cái khâu ra cửa đĩa mới là khó này, vì mình xếp nó nhiều quá nó nặng các bác, xếp nó đấy, xếp nặng quá là nó không kẹt. Ok, con này giá là 3.700.000 các bác nhá, thì toàn những con đẹp thôi, chỉ có một cái con của bác khách bác gửi với một cái con nó bị mất cái cao su thôi. Đấy. Thì cái này em sẽ xử lý cho bác nha. Đấy, con này là con 228 SCD này các bác nha. 228 này thử cho bác luôn nha. Đấy. 228 SCD. Đấy. Tua nhanh này. Đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm buông tay là chạy rất lâu các bạn nhá, mắt đọc rất tốt. Đấy. Đầu rất đẹp các bạn nhá. Ok được các bác. 228 SCD, con này đây có cái cửa cao su các bác này đấy. Các bạn có nhìn không? Đấy, nó có cái cửa cao su này. Nó có cái cửa cao su, nó có một cái cao su nó đẹp đây này các bác này. Đấy, 228 đặc trưng nó sẽ có cái này nhá. 227 này không có nhá. Đấy, con này nó bị mất các bác nhá. Con này em bán là 3.700.000 đồng. 228 SCD ạ. Đấy. Tổng quan ngày hôm nay thì em có 5 chiếc đầu CD. Một chiếc của bác khách gửi này và 4 cái này là 227, 228. Đấy thì em đã đọc giá rồi. Tất cả các chức năng em đều test cho các bác về mắt nha. Và bao mắt cho các bác chạy luôn. Đấy, không kén đĩa là một. Chạy ngon luôn, chạy mượt luôn.
Bởi vì cái này em đã test kỹ, rất là kỹ rồi, trước khi em lên sóng em test rất là kỹ rồi, kể cả đầu của bác khách bác ấy gửi bán thế thôi em test rất là kỹ. Đấy, đây là mặt sau này, sáng trưng nha các bác nha. Đấy, cầu đấu rất là sáng nha. Đấy, nó của bác khách thì nó hơi cũ đi thôi, vì cũng không tránh được, bởi vì là mình hàng mình dùng ở Việt Nam rồi, nhưng quan trọng là mắt nó rất là tốt, giá thì cực kỳ ngon rồi, chả còn cái giá nào mà chúng ta mua được đầu đĩa mà chạy tầm lấy tiền mà mắt ngon và tiếng nó tốt trong cái tầm này nữa. Đấy, thì em cũng nên sóng cho các bác vì cũng rất là lâu rồi để về những cái là đầu CD mà nó vừa tiền như này để phục vụ các bác đam mê audio mà còn đam mê lắm rồi nhưng mà kinh phí có hạn hẹp. Và đây là những cái đầu có chất âm rất là hay các bác nhá, trong cái tầm tiền chắc chắn là cũng ít có cái đầu nào có thể đạt được cái chất âm như thế đó, bởi vì những người chơi audio đã chơi qua rồi thì người ta đánh giá những cái dòng như 227, 228 thì rất là cao, còn thấp hơn hẳn nữa thì có 970, còn với cái tầm phân khúc tầm 3-4 triệu thì 227, 228 thì nó vẫn là được nhiều người chơi đánh giá các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác nha. Tất cả giá thì em báo rất là công khai rồi, các bác cứ xem trên YouTube và cũng như là về mắt thì em đảm bảo cho các bác. Đấy, ngoài ra thì bên em vẫn nhận những cái đầu CD sửa cho các bác. Đấy, về phần cơ, về phần mắt, về phần mạch điện tử các bác nhá. Đầu băng cối này, đầu CD này, âm ly này, âm ly Mỹ, âm ly Nhật. Các bác có trục trặc cái vấn đề gì cứ liên hệ với Hoàng Gia Audio. Đấy, số điện thoại thì em sẽ để trên tấm biển các bác nhá. Số điện thoại của em là 0975 884009 ạ. Cảm ơn các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.